Thêm một sai xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Anh Hoàn chào tất cả anh em các anh nhỉ. Chào tất cả anh em yêu cây trên cả nước. Vâng vâng. Đây vừa rồi là giới thiệu với quý vị các bạn là vừa rồi là anh về một cái tác phẩm rất là đẹp. Tối nay khả năng video chắc là phải tối mai mình mới đăng. Vì cái số video vẫn còn rất là nhiều, còn mấy video nữa cơ. Đây anh em đang tỉa chút lá cho cái tác phẩm này. Đáng nghe là có một bác đứng trong cái máy đó thì đứng quay cho đẹp hơn. Đây thì anh em mình tỉa cái răm xong thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem cái tác phẩm si này nhá. Đấy. Đây là một cái tác phẩm si rất là già mọi người nhé. Mình anh em mình thỉa xuống sau đó tí mình sẽ quay review kỹ chi tiết cho mọi người xem cho nó rõ. Đây một cái tác phẩm si hoàn thiện các bạn so với người nhé. Cái này cao chắc khoảng tầm 50. Gần 60 khoảng tầm 55 hoàn thiện hết rồi. Trước đây là một cái cây cổ mọi người nhé. Nói chung là chủ cũ cây này cũng làm cây, một người làm cây rất cẩn thận anh nhỉ. Bây giờ thực sự ra một tác phẩm si hoàn thiện chuẩn mà già như này thì cũng khá tiền đấy mọi người nhé. Cui nhiều. Nói chung là bây giờ anh em đang phôi cũng rất là sốt, mà để từ phôi mà làm thành một tác phẩm hoàn thiện thì các bác biết rồi đấy. Mà làm được hoàn thiện mà để nó già ấy nhỉ. Quý vị các bạn đợi một chút nhé. Anh em mình sẽ lọc sạch đi sau đó là thì cái răm này nó đến thời kỳ cắt rồi, đợt này nó đang mưa. Chung lọc căn cái này thì anh em chơi cây lãi mỗi cái cắt cây thôi. Đến lúc được giật thôi. Được giật và bật ná nó xuống rồi. Là đúng. Cây bật ná. Tôi thì phải đưa 2-3 năm mới được cắt. Ui. Còn tí nữa mình sẽ quay cho quý vị các bạn chi tiết cái tác phẩm này. Rất ít khi mình anh em mình đứng tỉa cây trước ống kính, chủ yếu đi quay đây thì cây có cây được tỉa thôi. Con này khẳng định với các bác là đi ra triển lãm các bác hỏi cây này rồi mà không kiểm tra thì khó mua lắm, bởi vì các bạn biết là từ trước giờ mình không bao giờ mình hồn cây gì cả, cây nó xấu đẹp thì mình đẹp, xấu thì mình xấu, mình không bao giờ mình hồn cái gì cả. Lọc ra biết là cây được ra. Lọc sạch sẽ sau đó nó sẽ quay được đi các bạn cùng xem. Thank you.
đây các bạn lại nhìn có phê đúng không? Cái từ này cũng như cái từ của nó quyết tất cả là cùng một đấy giống giống cái chất nó ngon hơn nhìn màu nó vào cũng chỗ nào luôn thì chả còn cái răm này thì bấm được rồi. Cái này ít nữa là Yamosai sẽ sắm một cái phông để che này. Có những tác phẩm là mới về tỉa phát là cho lên sàn ngay. Thực ra là quay video mà có phông sẽ đẹp hơn, mà tất nhiên là kể cả những cái tác phẩm hoàn thiện này, nhất là những cái tác phẩm hoàn thiện mọi người, quay phông thì nó nhìn nó mới kỹ được răm mọi người. Chi tiết chỉ để một giờ thôi, xong này răm nó sẽ đẹp hơn. Răm chủ xấu mới thì cứ muốn nhanh dày bóng đằng nào. Cái tác phẩm này mình nuôi bao năm mới được một cái tác phẩm như này. Lúc mình nuôi răm thì khoảng tầm 2 năm làm bộ răm nhịn tít rồi, thì mình cứ nuôi mình giật kỹ vít một tí. Cái này mà chỉ cần vít một chút thôi là cây này nó cân lắm rồi. Những con tử này thì vẫn đang nuôi nên là không giật mọi người nhá. Còn những cây này nó hoàn thiện rồi thì bây giờ thì em bonsai sẽ quay chi tiết review kỹ cho các bạn xem cái tác phẩm này nhá. Nhìn phê lắm các bạn ạ. Đây mọi người nhá, thì vừa rồi hai anh em vừa mới xuống răm cây này rồi. Ui dồi, cái tác phẩm này thì mình có thể xin phép quý vị là mình quay từ trên xuống để anh em có thể nhìn rõ bộ răm của mình. Đây mọi người nhá, quay phải như thế này. Nếu quay như bình thường như kia là mình có cái phông xanh hoặc phông gì đằng sau thì quay nhìn cà phê luôn. Mình sẽ quay cho quý vị các bạn từ trên xuống trước này. Đây. Một cái tác phẩm si hoàn thiện. Tác phẩm này bây giờ nó đồ chơi rồi mọi người nhé. Tận nuôi dần xong thì chỉ nuôi chỉ chơi thôi. Không phải là giật đẹp để quay đâu, nhưng cái răm này đến lúc phải giật rồi. Tầm này giật quá ok rồi. Mặt trong đây mọi người nhé. Đây là mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem được chút một. Cái da của nó già sần gai này mà. Tác phẩm si hoàn thiện, khá chất. Chủ nhân cũ là làm cái cây cũng rất là chuẩn chỉ rồi, hầu như là không phải sửa cái gì cả. Rất lâu năm, ngọn cũng rất là già mọi người nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Tay 1, tay 2, ngọn và hai tay phông. Tay phông thì anh em lưu ý làm cây thì anh em mới trên cây làm cây tay phông thì làm ngắn một chút thôi cho nó che phần trước này cho nó hài hòa. Làm tay phông to quá nó chọc vào mặt, mà trên cây thì anh em kiêng nhất là không được chọc vào mặt. Đây ngoài đấy, bởi vì sao như trước là Yên Bonsai cũng rất thích cây quay những cái cây mà nó có ý nghĩa như cây phụ tử, cây mẫu tử đấy. Đây lại là một cái tác phẩm si mang rất nhiều ý nghĩa.
Cái này đang có làm 5 con tử mọi người nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Giả đanh luôn. Đấy. Thì cái video này chắc phải tầm ngày kia mình mới phát sóng mọi người nhé. Vì trên kênh của mình vẫn còn rất nhiều video vừa rồi mình đi Linh Bình Thanh Hóa mình chưa đăng hết. Và cái là mình phải giới thiệu cho các bạn xem ngay cái tác phẩm si này. Anh em săn rất là lâu rồi, chỉ đợi chủ nhà đọc giá cái là anh em phang luôn. Nói hơi thô tục một chút, đấy là một tác phẩm si mọi người nhé. Mình sẽ lấy cái ảnh này làm ảnh đại diện mọi người này. Mình sẽ lấy cái này làm ảnh đại diện mọi người nhé. Giới thiệu luôn cho các bạn xem một cái cốt si này nữa này. Hai cốt si nữa. Thì cốt này vừa rồi anh em hỏi cũng rất là nhiều mọi người nhé. Đây. Một cốt si búp đỏ mọi người nhé. Thì trước mình có phân tích cái tác phẩm cái phôi này rồi đấy. Cái phôi gọi là cái phôi mọi người nhé. Đây. Mình gọi là có thể là gọi là phu thê cũng được. Nó giống cái cốt phu thê đợt trước. Nhưng cốt kia nó dài hơn. Bây giờ nó lên nhiều tiền. 300-400 triệu rồi. Cốt này anh em mình trồng chậu cũng một thời gian rồi. Nó đang bò cây rất là đẹp rồi. Cây tử này. À cây xin lỗi các bạn nhé. Cây phu này, cây thê này. Đấy, và 1, 2, 3, 4, 5. 5 tử. 5 tử này rất đầm, rất to. Đấy, cao khoảng, sau này hoàn thiện cao khoảng tầm 60 mọi người nhé. Đây nó giật được hai lượt cút rồi, sang năm từ giờ đến cuối năm giật được một lượt nữa ra đây nữa này, đóng bông ra đây thì cây này cũng tương đối rồi. Đấy. Sụn trần thân nó rất là sụn mọi người nhé. Đấy. Lúc trước mình có quay cái phôi này lúc mới về rồi. Đấy. Quay rất kỹ cho quý vị các bạn cùng xem rồi. Thế tiện hôm nay là mình quay cái tác phẩm mới về này và quay luôn cái phôi này thì rất nhiều anh em hỏi kích thước chi tiết. Thế thì mình có đo rồi. Anh em có nhiều anh em mà ship ở xa mình không ship được, giá cũng rất là hợp lý. Đây. Sau này cái chỗ này mọi người nhé, cái chỗ đây này, chỗ này này đang định đóng một con tử, đây kia có một con tử thân của nó rồi, cắt ngọn này ra rồi, dâm lên dễ rồi để đóng nó an toàn. Đấy. Chất liệu là một cây búp đỏ mọi người nhé, xịn xong rồi. Đấy. Đây là giới thiệu với quý vị các bạn là tác phẩm si mới về bằng mấy phôi này, với một cái phôi mình gọi là đặt tên phôi sư tử mọi người nhá, một cái phôi sư tử rất đẳng cấp này. Nói chung là nói đẳng cấp thì nó hơi quá, còn nói là những cái phôi mà bây giờ kiếm những cái phôi lên chậu rồi mà được sụn như này thì cũng hiếm, nuôi mấy năm được cái tay như này. Bây giờ cái đồ lên anh em mới khai thác lên là các bác mua lên lưu ý nhá. Nó cũng có rẻ đâu. Cái phôi to như này toàn đọc 5-6-70 còn mới lên chậu còn chưa biết sống chết kiểu gì. Mình vừa rồi bị chết mấy cái cơ. Nên là giờ chỉ vào cứ sẵn hàng cốt chậu là mình bê thôi. Anh em mua ở kênh của Emosai thì lúc nào cũng mua cây về chỉ nhân đôi nhân ba có lãi, nên là anh em chưa bao giờ phàn nàn về cái chất lượng bán cây của kênh mình này. Để giới thiệu với quý các bạn tác phẩm si mới về hai cái phôi này nhé. Emosai xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.